Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975 tháng 3 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần, được thần Phật che chở độ mạng, tài lộc ùn ùn kéo đến, giàu có nhất vùng. Quý vị thân mến, trên đời này có lẽ chẳng ai là người không muốn biết số mệnh của mình là tốt đẹp hay như thế nào. Làm việc gì cũng được thuận buồm xuôi gió và cuộc sống luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, ấm êm. Đặc biệt đó là không bao giờ phải lo nghĩ về tiền. Số mệnh con người tùy thuộc, tốt hay xấu thì cũng rất phụ thuộc vào những yếu tố khác nhau, và trong đó thì việc chúng ta cầm tinh con giáp nào cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vậy trong lục thập hoa giáp thì con giáp nào được trời định đó là người tốt số, số trời sinh mang mệnh phú quý trong tháng 3 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần này? Thưa quý vị, chỉ cần sống chân thành sẽ được phúc đáp xứng đáng, hưởng cuộc sống thập toàn thập mỹ đủ đầy. Như quý vị đã biết thì cuộc sống của con người chúng ta sợ nhất đó là cảnh nợ nần túng thiếu, đúng không ạ? Tuy nhiên thì mỗi người, mỗi hoàn cảnh và buộc đôi khi chúng ta phải đối diện với cuộc sống mà mình không mong muốn. Trời sinh ra thì ai cũng có số mệnh riêng. Những khó khăn trong cuộc đời thì chúng tôi tin rằng đó cũng chính là thử thách mà ai trong chúng ta cũng đều phải vượt qua. Tử vi số mệnh trong tháng 3 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần này sẽ có những mệnh chủ là số hưởng, mặc dù có số buôn ba vất vả và thậm chí là còn nợ đần túng thiếu trong năm 2021 Tân Sửu. Nhưng chắc chắn mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ bắt đầu từ tháng 3 âm lịch này. Và đặc biệt là trong khoảng thời gian này trở đi thì sẽ có nhiều quý nhân phù trợ. Vì vậy mà tương lai phía trước sẽ vô cùng rộng mở, nhà cao cửa rộng và sống trọn vẹn đến cuối đời. Hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát chúng ta đi tìm hiểu vận trình của người tuổi Mão sinh năm 1975 trong tháng 3 âm lịch này. Xin mời quý vị. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 mệnh đại khê thủy, tính cách ôn hòa, song cũng rất nhạy bén, linh hoạt, có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau, có khả năng phát huy bản thân ở mức cao nhất. Khuyết điểm của người này là thiếu nguyên tắc, dễ chịu ảnh hưởng bởi người khác. Người này tâm niệm mọi chuyện tùy duyên. Cũng chính vì lý do này mà họ thường có cái nhìn khá bi quan và thụ động, thích ổn định, an nhàn, theo đuổi sự sung sướng và hạnh phúc. Họ làm việc không cố gắng hết mình, hiếm khi tạo áp lực cho bản thân, hết trách nhiệm là không bao giờ để ý đến nữa. Theo góc nhìn của tử vi tuổi Mão năm 2022, tháng này, vận khí của người cầm tinh con mèo sinh năm 1975 tương đối ổn định. Tuy vẫn sẽ có những áp lực nhất định trong công việc, nhưng chỉ cần bạn giữ được thái độ lạc quan tích cực, sẽ khó khăn nào cũng vượt qua. Ở phương diện sức khỏe, gia chủ cũng nên lưu ý chăm sóc sức khỏe bản thân nhiều hơn, đặc biệt nam mệnh cần tăng cường tập thể dục, đảm bảo ngủ đủ giấc hàng ngày, hạn chế tối đa hút thuốc và uống rượu bia thường xuyên, nếu không dễ dàng gây ra các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên lưu tâm hơn về vấn đề tiền bạc. Trong tháng này tốt nhất nên hạn chế cho vay mượn, nhất là không nên đứng ra bảo lãnh tài chính cho người khác kẻo gặp rắc rối. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp giáp dương mộc nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Ất Mão trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, xem tử vi cho thấy có quý nhân trợ lực nên tháng này gia chủ sẽ phát triển sự nghiệp một cách thuận lợi. Những kế hoạch bạn xây dựng từ trước đó tiến triển ổn định, dù có rắc rối bất ngờ phát sinh thì cũng có thể giải quyết kịp thời. Bản mệnh nhận được kết quả vượt xa so với kỳ vọng, đó cũng chính là trái ngọt bạn hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Với những người làm công ăn lương, mặc dù làm công việc chăm chỉ, bạn sẽ thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, cho bạn cảm giác rằng không có chỗ phát huy tài năng của mình, càng kìm nén niềm đam mê trong công việc ở mức độ nào đó. Miễn là có cơ hội đi công tác hoặc làm việc ở nơi khác, đừng ngại ngần hoặc che đậy mong muốn bên trong của mình, vì cơ hội để cải thiện vận may của bạn phụ thuộc vào nỗ lực của chính bạn. Ngay cả khi bạn không thể ra ngoài, hãy cố gắng giải quyết các nhiệm vụ mới hoặc làm việc trong một môi trường mới sẽ gặp gỡ được tất cả các khách hàng tiềm năng. Năm 2022 Nhâm Dần, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an.
Đặc biệt kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Ất Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, xem vận trình tài lộc tháng 3 âm lịch của gia chủ tuổi Ất Mão khá vượng, có nhiều nguồn thu nhập, tất cả đều có xu hướng tăng. Với tầm nhìn xa trông rộng và khả năng nắm bắt thời cơ nhanh chóng, những mối đầu tư sẽ nhanh chóng nhận lại được những khoản lời lãi khả quan. Những người làm trong lĩnh vực bất động sản hoặc tài chính cũng sẽ tìm được những vụ làm ăn giá hời. Tuy nhiên, cần chú ý đề phòng những kẻ không đáng tin cậy, không nên tin theo lời rủ dê, dụ dỗ kéo dài, dẫn đến tổn thất tài sản. Một khi xác định làm gì, phải tìm hiểu thật kỹ lĩnh vực đó, tỷ lệ thành công mới cao. Còn nếu chỉ nghe theo đám đông, rất dễ thất bại. Bạn cũng sẽ gặp phải những tò mò về tài chính của người xung quanh. Việc tiền tài sẽ liên quan đến một số chuyện thị phi không mong muốn. Nếu ai đó có hỏi về thu nhập hay tiền của bạn, hãy lờ đi, đừng vì cả nể mà rước tai tiếng vào thân. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tử vi tháng 3 âm lịch cho rằng trong tháng này sức khỏe có thể có chút khó khăn với người tuổi Ất Mão. Bệnh dạ dày, huyết áp có dấu hiệu không ổn định, cần chú ý hơn đến lối sống của mình. Chú ý chế độ ăn uống hợp lý, giảm tham gia các buổi tiệc tùng, xã giao. Khi làm việc, cần chú ý đến giờ giấc và không nên bỏ bữa thường xuyên hoặc thức khuya dậy sớm quá nhiều. Ngoài ra, cần phải cẩn thận vấn đề đi lại, kẻo dễ bị va quệt xe cộ. Nhẹ thì chấn thương, tứ chi và nghiêm trọng có thể phải động chạm đến dao kéo. Các quý gia chủ tuổi Ất Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của các gia chủ tuổi Ất Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, các cặp vợ chồng bao dung và thấu hiểu cho nhau. Vì vậy mà đôi bên có thể trao đổi thảo luận mỗi khi đối diện với khó khăn, cùng nhau vượt qua sóng gió. Ở độ tuổi này, gia chủ luôn ý thức được rằng gia đình chính là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình, nên luôn biết trân trọng và gìn giữ. Dù bên ngoài có người chủ động tiếp cận, bạn cũng sẽ giữ được khoảng cách hợp lý. Nếu đang độc thân hoặc đơn thân, bạn có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Hãy mở lòng và đón nhận tình cảm của người khác, không nên cứ sống mãi trong thế giới của riêng mình. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn, Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân Thành Thủy Cục, Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu và Tuổi Tuất. Đối với người tuổi Ất Mão trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 3 năm 2022, tức ngày 2 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 3 năm 2022, tức ngày 14 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 3 năm 2022, tức ngày 26 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Mão trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 3 năm 2022, tức ngày 3 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ.
ngày âm lịch ngày 15 tháng 3 năm 2022, tức ngày 15 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 3 năm 2022, tức ngày 27 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc cho gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống để trông cai này. Qua phần luận giải của phong thủy Gia Cát thì quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 3 âm lịch, và từ đó thì sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ, xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo.